Người chú của lãnh đạo Bắc Hàn bị sa thải vì hành vi tội phạm, tin từ Bình Nhưỡng. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn KRT hôm nay công bố ông Yang Song-tak, chú của nhà lãnh đạo Kim Chính Ân, đã bị sa thải vì hành vi phạm tội. Đài KRT đã cho chiếu những hình ảnh cho thấy ông Yang bị các nhân viên mặc đồng phục kéo ra khỏi một cuộc họp của đảng công nhân cầm quyền. Bắc Hàn cho biết cuộc họp diễn ra vào ngày hôm qua. Các bức ảnh cũng cho thấy ông Kim Chính Ân đã tham dự và hướng dẫn cuộc họp này. KRT đã liệt kê một loạt các lý do tại sao ông Yang đã bị sa thải, bao gồm cả lý do quản lý yếu kém hệ thống tài chính của đất nước, tham nhũng, lăng nhăng và lạm dụng rượu và ma túy. Trong khi đó, phương tiện truyền thông của Nam Hàn đã loan tin là một trong những phụ tá của ông Yang đã tìm cách xin tị nạn tại Nam Hàn. Nhưng bản tin của KRT đã không đề cập đến trợ lý của ông Yang. Một nguồn tin thân cận với Bình Nhưỡng đã nói với đài Reuters là bà Kim Kyon-hui, vợ của ông Yang và là con gái của nhà lãnh đạo sáng lập Bắc Hàn, ông Kim Nhật Thành, đã không gặp khó khăn. Vụ sa thải này cho thấy Bình Nhưỡng đang trải qua những biến động lãnh đạo lớn nhất kể từ cái chết của cựu lãnh đạo Kim Chính Nhật vào năm 2011. Ngoài chức vụ cao trong đảng, ông Yang còn là phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, là cơ chế quân sự hàng đầu của đất nước Cộng sản. Ông Yang có những quan hệ gần gũi với Trung Quốc và vào năm 2012 đã đến thăm Bắc Kinh thay mặt cho ông Kim Chính Ân. Ông cũng là người đứng đầu của phía Bắc Hàn trong một dự án hợp tác quản lý khu kinh tế đặc biệt với Bắc Kinh. Các chuyên gia cho rằng việc loại bỏ ông Yang sẽ giúp cho ông Kim Chính Ân củng cố nền tảng quyền lực của mình với một nhóm phụ tá trẻ. Cho đến khi bị sa thải, ông Yang đã được coi là đang làm việc để bảo đảm cháu trai của ông thiết lập vững chắc quyền lực của mình trong 2 năm qua.